Vậy thì bây giờ mình tra ra biết sông Dầm Nâu là có sông nước, nước chảy dòng cầu, là tại sao nước chảy dòng cầu? Chúng tôi xin trao đổi. Bây giờ trên máy bay người ta dòm xuống, người ta thấy cái cù lao kết á, cái đuôi tuốt ở trên Nam Giang dài lắm. Cô bác biết cái cù lao thánh địa là cái cù lao kết, nó dài tới trên Nam Giang, cái đuôi, cái đầu dai về ở dưới Dầm Nâu là cái hình con quy. Ở trên máy bay dòm xuống thấy cái hình con quy nằm giữa Tiền Giang và Hậu Giang, thiên ngang giữa Tiền Giang Hậu Giang, nhưng mà cái đuôi thì dai trên Nam Giang, cái đầu nó Dầm Nâu. Nước rồng á thì từ ở bên Tiền Giang chảy xuống cái Dầm Nâu ngang chợ số 4 đó, tới dốc nước, nước lớn chảy lên chảy qua Hậu Giang, rõ ràng là con sông nước chảy dòng cầu. Từ ở Tiền Giang chảy xuống chảy dòng lên Hậu Giang, cô bác thấy rõ là nước chảy dòng cầu phải không? Ngày sau có chuyện thảm thù thiết tha, cái đoạn văn này đó ông sư Vàng và ông chủ bó ở tại Hòa Hảo đó, khi Đức Thầy còn ở tại thánh địa, chúng tôi xin cô bác cho chúng tôi mở mặt mà trao đổi mẫu chuyện này. Đức Thầy có xuống tại cái chợ đình thì ông sư Vàng và ông chủ đi theo Đức Thầy, và có một số nhân vật theo đông thắc mắc cái câu trong quyển nhất của Đức Thầy nói mà có con nhật thú nước mà người hung ở tại Dầm Nâu đó. Thì ông sư Vàng nói, ông Tư nói trong cái đoạn văn đó sao tôi hồ nghi quá, nhờ ông cho biết coi tại sao mà nữa rồi có con nhật thú nổi lên đi nuốt người ta ở đây. Đức Thầy nói, bà con à, tôi nói bà con ghi nha, cái đầu của nó gác ở tại cái Dầm Nâu này ngang đây nè, cái đuôi của nó dưới mặt dưng, cái đuôi nó gác lên, nó gác ở trên cù lao bà Hòa đó ở tại mặt dưng, còn cái đầu nó gác ở tại cái Dầm Nâu đây, nó nổi lên rồi nó quay trở lại không được, nó lớn quá nó quay trở lại không được, mà mỗi lần nó nổi lên nó nuốt 500 người, một lần nổi lên như vậy là nuốt 500 người, rồi nó hụt xuống, rồi nổi lên hụt xuống, cứ lần nổi lên nuốt 500 mà nó nuốt người hung. Ông sư Vàng mới nói, ông Tư nói vậy cho tôi nghi quá, để cái thời này thời khoa học họ chế nào là trái phá nè, là súng nè, nếu mà có thiệt con nghiệp thú như vậy cứ giữ như vậy đó, họ đem trái phá là bỏ chết còn gì, họ bắn chết còn gì. Đức Thầy mới tươi cười mà nói, Đức Thầy nói tại bà con nói vậy cho nó là xấu thành, cứ e cho máy bay lại gần nó rồi nó thổi rồi cháy hết ra, đừng có nói lại gần nó bắn rồi bỏ trái phá mất công, không được đâu. Ông sư Vàng mới nói tiếp, nó ông nói vậy đó, tôi leo cây này lấy gì nó ăn tôi, hồi đó cây da chỗ đó còn, ông mới chỉ nó, tôi leo cây này lấy gì nó ăn tôi. Đức Thầy mới cười, Đức Thầy nói tuy nó ông ăn không, nó ăn ông không được, nhưng mà cái người tới số nó nuốt đó nha, ở đâu đi nữa chư thành cũng lôi nhét vào miệng nó, nó lỡ vô đó, chúng tôi cũng sợ cái lời của thầy nói nữa. Tôi đem chiếc ghe tôi đó chở 500 dạ cây sào đó, cái tầm dông 11 phút, tôi cắm xuống một cái nó nuốt mất, nó quảng hồn quán chiếu tôi lạ tại lúc cây da hồi đó. Nhưng mà bây giờ cô bác thấy nó bồi ra một cái hết sức xa rồi phải không? Nó khỏi cái da xa lắm rồi. Cái bãi mà ngay cái chợ đình bây giờ là trước cái đình thành Hòa Hảo đó, nó ra cái bãi rất xa. Cô bác thấy cái quyền diệu ghê gớm, nửa cái bãi đó để dành cho chúng ta đứng mà coi cái năm chèo nuốt người ta. Bây giờ cô bác cho chúng tôi mở vô mặt mà trao đổi năm chèo mới được. Bây giờ hãy nói tới năm chèo phải trao đổi, bởi vì thầy nói nó là năm chèo đó, muốn giữ nó năm chèo. Nó là xấu thành. Xin thưa cô bác, bây giờ cái dấu ngoặc này mở ra đó, nhắc cái mẫu chuyện của Phật thầy Tây An. Khi Phật thầy Thế An tới tại núi Sam á, mà thôi giờ khỏi dẫn cái tiểu sử của ngài, cô bác có biết rõ hết rồi. Đến núi Sam lấy cái chùa Thế An làm cái nơi xuất phát điểm mà truyền bá cái đạo Bổn Sư Kỳ Hương. Một hôm ngài mới kêu ông Đình Tây tới, ngài nói nhà ngươi xuống dưới láng kia giúp cho một người, người ta có cái đêm nay xanh mà không có ông cầm ở nhà. Rồi chúng tôi mới vừa đọc lại đây chúng tôi thấy rõ như vậy. Thì ông Đình Tây mau mau nghe lời thầy xuống dưới láng. Hồi trước cái cung kinh sáng dựng tre chưa có múc, ở trong láng linh đó trình cấp đó đi tục cái tới lưng quần tới háng gì đó tới đầu gối, chứ không phải như bây giờ vậy. Đất nó mới nổi lên không có bao lâu mà hết sức là phiền nhiêu cô bác à, cái đất dựng tre bây giờ đó. Ông Đình Tây ông xuống tại nhà láng tức là chùa của Hương Cát bây giờ đó, có một cái gia đình của anh Trinh đó, anh đi son rùa son cá trên đồng nó nằm kề ở trên đó, vợ nó nhà xanh anh không hay. Phật thầy sai ông Đình Tây tới đó là giúp cho vợ anh Trinh, rõ ràng là tới nơi thì vợ ông Trinh chuyển bụng, không có chồng ở nhà, hồi trước không có nhà cửa ai trong đó, chỉ có nhà anh Trinh mà thôi. Ông Đình Tây mới mau mau đốn sậy đốn bói làm giường làm chỗ cho bà vợ con Trinh xanh, rồi ông đi ra cái dầu ông rước ngụ đem vô, rồi ông vận dụng mời tất cả bà con tới đó giúp đêm đó vợ anh Trinh được xanh hoàn toàn, mẹ tròn con vuông. Sáng anh Trinh trở về, bà con mới nói lại là thiệt là nhờ ăn nhân hết sức, là không có ăn nhân đây thì đêm hôm này không biết làm sao vợ ông xanh được, là vì chúng tôi không hay nữa. Thì cái ông Sinh này hết sức mang ơn cái ông Đình Tây, mới tới mới xin giả ơn, thì ông Đình Tây khoát tay nó không có gì ơn gì á, chúng ta chỉ làm bổn phận mà thôi. Nhưng mà trong vỏ cái ông Sinh nó có một con sấu chừng bằng cườm tay à, mà nó đỏ như son á. Thì cái ông Đình Tây ông cứ dòm ở trong vỏ hoài à, tội nghiệp cho ông Sinh biết ý ăn nhân mình rồi, nó hỏi
Thế thì anh Nhân muốn con số này lắm hay sao? Cái tôi đi xóm đó nha, được không biết bao nhiêu con, từ hồi đó giờ không biết bao nhiêu con. Nhưng mà có con này nó rất lạ, là nó tốt quá như vậy, chứ còn nhiều con lắm, tôi bắt không biết bao nhiêu con. Nếu mà anh Nhân muốn thì tôi cho. Cái ông nhìn tay nó, tôi hồi nãy giờ tôi thấy nó thật mến quá, bây giờ tôi muốn ông cho tôi. Cái ông xin cái mau mau mới lấy cái giỏ mà cho ông nhìn tay, bắt ra hai con rùa và hai con cá để bán mua gạo mà thôi. Còn con cái con sấu đó cho nguyên cái giỏ luôn, cho ông nhìn tay. Ông nhìn tay xách cây con sấu đó về để mà phục mạng đức thầy đó. Thì mới vô mới trình rằng hôm nay con làm xong cái nhiệm vụ thầy sai đi, xuống giúp được vợ anh xin sanh rồi, và cái người chồng về cho tôi con sấu cũng trình luôn cho Phật thầy. Phật thầy mới lấy con sấu, thầy Phật thầy coi, Phật thầy mới nói: bây giờ con đem giết con sấu này đi, con giết được nó đó, một mang một tội sát nhân sát sanh, mà sau này cứu không biết bao nhiêu sanh linh. Con nghe lời thầy nha. Ông định tay dạ dạ rồi sắp đi ra ngoài định giết, nhưng mà ra cho tới ngoài đồng đó ngồi suy nghĩ một hồi, ông thấy sao ông tội nghiệp nó quá, nó phát lòng thương nó. Rồi ông ơi lén lén thầy ông đào một cái hầm ông nuôi, nhưng có một điều ông nuôi 3 năm đó nha, nó lớn lạ lùng lắm. Xin thưa cô bác, nó lớn quá rồi ông sợ, ông mới đem này dây xích đó, người ta tuyên truyền nói là bằng cái chỗ bằng là ngón tay cái của mình vậy đó, để mà xiềng con sấu đó. Tức là con năm chèo, con sấu năm chân cô bác à, gọi là năm chèo đó, năm cái chân là nó khác thường với con sấu khác. Sấu khác là có 4 chân rồi nó 5 chân. Ông xiềng dây xích rồi đó, đúng 5 năm, à đúng 3 năm nó bẻ xích đi. Ông đừng tay sợ quá mà vô trình với thầy, mới nói rõ sự việc là hồi đó thầy biểu con giết nó mà con không có giết, con thương nó quá, con lén thầy con nuôi. Bây giờ con mang tội với thầy rồi, cãi thầy, vậy thì nhờ thầy cứu con, bây giờ nó đi rồi. Phật thầy mới chiếp miệng mà than, Phật thầy nói ta biết trước, nhưng nó tại cái số trời định vậy, nó là xấu thành, nó là thú thành. Vậy thì hôm nay nó đi rồi đó, sau này đó chúng sanh cái tai biến ghê gớm lắm. Tới chừng đến cái ngày nó ra mà nó hại chúng sanh nó ghê gớm. Ta cho nhà ngươi nào là mũi mung, là dây lao, cây lao và dây này kia đó, cô bác còn nhớ ông Đình Tây có nhiều cái bũ bối do Phật thầy đã cho. Và cái mũi cô bác đó, tất cả là 4 cái bũ bối. Một là cái mũi lao nè, mũi mung nè, hai là hai cây lao nè, với cái một đường dây nè, với cái mũi cô bác, tức là 4 cái món bũ bối đó, để trong đường tay nữa mà bắt con sấu năm chèo đó, tức là con sấu năm chân. Xin thưa cô bác, vậy thì đóng mặt lại, nhưng chắc còn dài lắm cái mẫu chuyện này đó. Sau con sấu này nó nổi lên tại kinh sáng Vịnh Tre mà tay khi nó mất rồi đó, và con sấu này có nổi tại nhà Láng nhiều lần, làm trong đường tay nhập công phải tới trừng trị nó đó, mà không đường tay tới rồi nó mất. Còn không có đường tay nó nổi lên nó rượt người ta mà chưa ăn, chứ rượt bắt gà dịch thì bắt dịch thì có, dịch mà lội với kinh nó bắt thì có, chứ chưa bắt người nhưng mà nó rượt người dữ lắm. Nhưng mà có một đường tay tới rồi là con số năm chân thì nó lặn xuống mất rồi. Vậy thì ở đây đức thầy cho biết nó là con số năm chân, tức là năm chèo, thầy cho nó là năm chèo. Vậy thì nửa nó nổi lên tại cái dầm nao đó, thầy nói nó quay đầu trở lại không được, cái đuôi nó gác ở dưới mặt chân, cái đầu nó gác ở trên dầm nao đó, mỗi lần nuốt nổi lên là nuốt 500 người, là nuốt người hung, có con nghiệp thú nuốt mà người hung, ai mà làm hung rồi nữa vô miệng năm chèo hết cô bác à. Vậy thì cái đoạn văn này đức thầy đã ghi rõ như vậy, mà đồng đạo như lên đây có cơ hội chúng tôi trao đổi với cô bác, vậy chúng ta nên trở lại làm hiền đi, đừng có làm hung nữa. Trong 10 điều ác đó, tức là hung nữa, chúng ta còn làm 10 điều ác á thì còn hung à, chúng ta đừng có làm hung nữa mà mau trở lại làm hiền để mà tránh qua khỏi miệng của năm chèo. Và còn nữa là chúng ta làm hiền được là có mặt ở hội Long Hoa, đỡ trơn cho kịp. Long Hoa có mặt ấy là hiền.